Chiều nay ngày 1 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2022-2030. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn tập huấn triển khai đề án và bộ tiêu chí đánh giá xếp loại đơn vị học tập trên địa bàn thành phố. Theo đó, đề án xây dựng xã hội học tập dựa trên nền tảng phát triển đồng thời, gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy với giáo dục thường xuyên, ứng dụng công nghệ số và dạy học trực tuyến trong tổ chức các hoạt động giảng dạy, duy trì và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng môi trường học tập suốt đời tại nơi làm việc. Mục tiêu đến năm 2030, 100% các quận, huyện đạt chuẩn xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, nâng cao năng lực cơ bản và trình độ của người dân, triển khai xây dựng các mô hình học tập trong xã hội, các cơ sở giáo dục, dạy nghề, triển khai giảng dạy trên môi trường số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ chức giáo dục. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến ghi nhận ý kiến, đóng góp của các cấp hội khuyến học, đại diện các sở ban ngành liên quan, đồng thời khẳng định vai trò của đề án trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đề nghị các đơn vị phụ trách xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện đề án hiệu quả trong thời gian tới.